Quý khách, ngài muốn gọi món à? Ta muốn cái này. Đó là món ăn của biển hiệu chúng tôi. Bao nhiêu ngân lượng? 50. Thật ngại quá. Chỗ chúng tôi không thu ngân lượng. Cho hỏi ngài có nhân dân tệ không? Nhân dân tệ tại hạ không có. Vậy thì ngài không thể gọi món rồi. Dám hỏi cô nương, ở đâu có thể lấy được nhân dân tệ? Ở đường đối diện có một máy ATM, ở đó có thể rút được nhân dân tệ. Rồi hãy quay lại đây gọi món. Máy rút tiền. Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến. Ông nội mày, thật là không có tiến bộ gì cả. Ông nội mày làm cái gì cũng không được. Còn bắt tao lần nào cũng phải đối xử công bằng với mày. Ông nội mày, còn bắt tao giải quyết hậu quả. Ông nội mày. 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 Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Ông nội mày. 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 Ông... Vừa rồi trình tự của ta sai hay sao? Không sai, không sai. Thế tại sao ta vẫn không lấy được nhân dân tệ? Vũ khí đó hỏng rồi, trên xe có. Trên đó có cẳng dê nướng không? Ta đói rồi. Có, trên xe có. Đa tạ. Đại hiệp khách sáo rồi, mời. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Ta là ếch đây, ta là ếch đây. Thấy ông cốt cách kỳ lạ, có phải biết võ công không? Ông cao danh quý tính là gì? Tôi chính là kinh thành đệ nhất đao, Dương Ngạo. Tại hạ phái võ đan, Trương Tam Phong. Trương Tam Phong, Vịnh Xuân, Diệp Vấn. Diệp Vấn là ai? Diệp Vấn chính là người mạnh nhất thế giới. Một người đánh lại 10 người. Không đúng, hôm nay đến lượt tôi. Một người đánh 10 người. Không được, hôm nay là tôi. Ta là Diệp Vấn, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Sử Khả Tiến. Là ám khí gì? Quả nhiên. Lợi hại.